窗外，那种外平山尊崖福得屯张宅。你可以简单的说就是欢迎回，对，因为在这里他是先看到哎，雪。你说你听不懂我读什这里我们可以说欢迎回，对，那现在可以了吗？那个"推"是哪个"推"？嘿，这里我们我给你写，嘿，OK。我们有你嘿，就是看见，看见看到什么东西，我们就说看见雪就可以了。对对，就是要简单就可以啊。Hòa là người miền nào?稍等一下，您说那个"拧"和"陪"两个都是看见，对吧？两个词"拧"也是看，"陪"也是看。对，但是我们这里就是有个结果，补语就是你和就是看见了，如果然后。你就是你。你可能你还没看到，就是你在找，那陪呢？单独两个词都可以单独用，对不对，对？两个词都可以单独用，那有区别吗？拧和陪。没有区别，没有，可以随便换是吧？OK。好，现在我问你。Hòa là người miền nào? Hòa là người miền Nam. Miền Nam. Miền Nam, Hòa là miền, Hòa là người miền Nam. Hả. Hòa hỏi các bạn điều gì? Hòa hỏi các bạn điều gì? 就是爱和问同学们同什学什么？么？对。话好加笨，快买牛关熬包买空。对对，对了，好，那我们弄懂了这一段，我们看，比较难了。好，我们看比较第二段，Liên cười và nói. liên cười và nó Chơi lì liên chứ sư ai liễn. Ai liễn. Xeo. Xeo khở xua. Chơi lì tờ cười chứ sao sư cửa xeo. sổ Đệ. Hôm nay trời không rét lắm. hôm nay trời không rét lắm Jin tian bu lenh Bú thai. Của mình dụ không. Khở lắm chứ sư phú thai. Bu thai lenh Khi tuyết tan. Khi tuyến tăng Chơi lì tờ tan chứ sư rủng hoa. Sao rong xue cai lenh Chơi lì khi chứ sư tan. Tan. Đang Trời. chuyển khoa là sở hồ chờ mới Trời mới thật rét. thẻ rác Đây là tờ mới chứ sư Thải Thiên thái thải lệ mới chân lòng ok mới Hả, nào của mình chú xí khác giả này nên cho giả Thật 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 chứ thật sư là chân Chân的意真思的冷Hòa lại hỏi và là hỏi Hứa, dâu, quân, chơi lì, lại chứ sư, dâu. ok
Ở đây trời rét nhất vào những tháng nào? Ở đây trời rét nhất và huỳnh tháng nào? À, vào những tháng nào? Vào những tháng nào? Ừ. À, chứ sư chơ lý, ở đây chứ sư chơ lý. À, thiên, à, của môn tờ dụ nhất chứ sư duy. Duy lần tờ sử hâu chứ sư những, của môn dụ tháng chứ sư duy. À, nè cơ duy, sư bạn, cơ duy. Tì, nè cơ duy, thiên sư duy lần tờ. Ừ. Nè cơ, 哦, 全部月里面哪个最冷, 对吧? 对。 啊, 连宅了。 连宅了回答说, 宅了回答。 对, thời gian rét nhất độ 80 ngày. Thời gian rét nhất độ 80 ngày. À, đây, chơi lì của mình dụ độ. À, độ 80 độ. À, bố sư. 80 thiên. À, chơi lì tờ độ chứ sư. À, ta cai, hô trợ chùa dô. Chứ sư. Oh. 80 thiên. À, chùa dô. Ừ. Thời gian chứ sư sử xiên. Chơi lần tờ sử xiên. À, sư 80 thiên chùa dô. Ừ. Okay, okay. 那 80 天就是从哪个月他就说的胎的胎女胎等谈胎对啊从12月到2月就80天哈好 okay. 啊我们这里有一个我们之前学过就是的和等嗯、就是从什么什么到，嗯，哈，lúc đó ở ngoài trời， lúc đó ở ngoài trời， 啊，我们这里的 lúc đó 就是当时，当时，啊，这里就是 lúc đó ở ngoài trời， 啊，ở ngoài， 对，就是在外面。Ừ. Nhiệt độ xuống đến dưới 0 độ. À, 气温 是 零下, 对吧? 是 零下. À, 对. 下降到 零下. 嗯, 对. À, 翻译很准的. À. Nước hồ đều đóng băng. Nước hồ đều đóng băng. 不懂了这句. À, nước hồ chứ sư. Hủ lì tơ sợi, đều chứ sư, tàu, chế binh. À, của mình, chơi cái chữ của mình sang từ sở cua chứ sư, binh, đóng băng. Ừ. Ừ, đóng băng, chế binh, chế cua lợi, tuệ. Chúng ta có thể trượt băng trên mặt hồ. Chúng ta có thể trông, có thể trượt băng trên trượt băng trên mặt hồ. Đây, chứ sư, của mình có gì? Chứ lì tờ có thể chứ sư có gì? Trượt băng chứ sư của mình hỏa, hỏa xuyệt. Ờ, tại hủ lì, ờ, sang men. Yên quê hủ sang men ý xin chế binh lờ. Sử dụng của mình có gì tại sang men hỏa, ờ, hỏa khô lại khô xuy. Ừ. Nên cái mặt, sao ý sư? Ờ, mặt chứ sư men. Bình. Ờ, sang miền. Ờ, của mình chơi là dấu trên, chứ sư sang. À, mẹ hồ, sư hủ miền là ý sư. Đây. Ok, ok. Ừ, hãy giờ nãy lì mà. Hãy giờ là. Ờ, nà, của chư quân à. Yêu bụi bìa quân là, Mì Sư. Yêu bụi nì, Mì Sư, yêu bụi nì bìa quân là. Yêu bụi nì, chàng zi. 你把问题留在最后一个 slide 上面，以后我每做完作业，第二次上课你就来回答你的问题。哎，好，可以啊。那我给你时间复习，然后，我太难了。好好。
那我们今天练习读吧。嗯，好，好啊。然后缓来，明叔，我告诉你，我看了你的 PowerPoint 了。如果今天你要让我再做题的话，要讲到十点钟，十点半。那嗯，缓农，来，缓农，对。Ở quê mình. Ở quê mình. Ở tại ở gia xiang. Quê, chứ là gia xiang. Ừ. Những ngày rét nhất. Nhiến. Ồ. Ồ, chọc ra tên nào đi là. Ờ, những ngày rét nhất sư chơ lì. Những ngày rét nhất. Ừ. Cũng chỉ 6-7 độ. Cũng chỉ 6-7 độ. Ừ, chứ sư tại của gia xem ở dưới lần tờ nà thiên ở dễ chữ sư liêu tao chỉ tu. Ừ. Ok. Mình chỉ đem 2 chiếc áo len đến đây. Mình chỉ đem 2 chiếc áo len đến đây. 嗯，就是我只带两个毛衣过来， đến đây. Qua lại. Không biết có đủ không? Không biết có đủ không? Câu dùng mà. Có đủ không? Không. Chơi tờ đủ cho sư câu. Có cho sư dụ. Cho sư dụ câu mà. Chơi sư nị lý chè mà. Nị tại nãy gì lơ. Nhị hãy thiên tao của số hoa mà. Chị chê. Chị chê. Tuổi quả ăn tuổi ấy an quy ăn quy gì sự ai liền ăn quy ăn quy đây ăn quy a hỏa a khửa hòa đừng lo hòa đừng lo nghỉ chỉ tan xin cả mùa đông cả mùa đông. Ở đây tất cả chứ sư trận ở trận cơ tổng thiên trong phòng đều có lò sưởi. Trong phòng đều có lò sưởi. Ở trong phòng chứ sư phản chen lý tâu dỗ ở lò sưởi sang sư của mình sửa cơ nì hãy chi tớ mà. Nguồn chi. Ở tâu dỗ nguồn chi. Tệ. Nhiệt độ trung bình là 18 độ. Nhiệt độ trung bình là 18 độ. Phán chế tổng ấn độ có 18 độ. Bình quân, chơi tờ trung bình chứ sư bình quân. Trung bình là. Lúc ra ngoài sân. Lúc ra ngoài sân. Tang chu chu quay miên mới phải mặc thêm áo. Mới phải mặc thêm áo. Chơi thì tầm mới can thải của mình dễ dỗ sửa cô chứ sư thải 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 dao tua chuan tua chuan y phụ. Thêm chữ chuan thêm chứ sư
加啊，加要加衣服，加衣。对，是加衣的意思。好，画好诶。他说画好。Lên cho mình biết. Lên cho mình biết. À, 这里。你让我知道。嗯。Cần chuẩn bị thêm những gì? Cần chuẩn bị thêm những gì? À, 就是要, à, 要准备什么? À, 准备就是准备。准备, 哦, 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 啊, 就是这里。啊, okay. 准备。准备。好。OK.嗯，这里也有，哪里还不懂吗？都懂，那个不懂，那个不懂。下一句话那个 look round look 什么意思？look 就是当或者的时候。当，对。嗯，当冷的时候 ，red 是冷。red 就是出去。出去。red 是出去 ，OK， 可以了。好。我们去试看。嗯。Liên nói. Liên nói. Các bạn ở miền Nam lên đây. Các bạn ở miền Nam lên đây. Chú sư nỉ mân tai nản phan. Của lại lên đây. Lên chú sư lên đây.đến đây, hỗ trợ sang đây, qua lại的意思，嗯，都可以用，对 ，OK， 我可以说，我从中国过来，嗯，对。中国 lên đây. 嗯，对，可以。OK. 好。Cần phải chuẩn bị thêm các thứ như. Cần phải chuẩn bị thêm các thứ như. 就是要准备一些我们这里有一个như，就是比如。áo bông, 就是棉衣，对，棉衣，giày bông, khăn quàng, và găng tay bằng len, hoặc bằng da. 嗯，这里的绑就是手套是，用毛线制作的，这里的绑就是用什么什么制作的，嗯 ，OK， 然后我们有这里绑鸭就是皮，嗯，绑鸭皮的也是什么手套，嗯，对，或者用毛线就是链。链毛线，对，嗯，这句还有哪里你还不太明白吗？那个话，话就是或者，话，嗯，或者，话，或者 ，OK， 或者皮的、嗯、毛的或者皮的手套，对，那个刚刚还有好多不懂，啊，含。khăn quàng khăn quàng 就是围巾还有前面那个染缝就是鞋染就是鞋我们的缝就是棉你学过了但是我没记住对鞋围巾还有cần黑cần phải 就是需要cần phải 是不是下面
看看那个 và gần đây. và là cửa, và gần đây. găng tay 就是手套。啊 ，OK 的 ，OK 的，现在全部知道了。嗯，好。还有吗？没那个 ，OK。嗯，好，那我们继续看。Hòa nói. Hòa nói. Ừ. Ừ. Cảm ơn Liên Liên. Đây. Cảm ơn Liên. Cảm ơn chị. Chiều nay mình phải ra phố. Chiều nay mình phải ra phố. Ờ, chứ sư. Xin hẹn xeo của giao. Ờ. Chú chú. Chú chú. Để chuẩn bị cho đầy đủ mới được. Để chuẩn bị cho đầy đủ mới được. Sau chú chú chuẩn bị cái chê lì đủ mới được. Của mình chê lì tờ đầy đủ chứ sư. À, chuẩn bị câu. Chuẩn bị câu. Đầy đủ chứ sư. À, đây. Đầy đủ ý sư, chung chú. Ừ, mới nữa. Mới được, chứ sư chải khởi gì. Thá sô thá jim hiyo chú chú chuẩn bị chung chú chải khởi gì. Đầy, đầy. Chú 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 mải đầy ý sư. Đầy, chứ sư yên quay thá hẳn thá lần, sở dĩ thá giao chú chú chuẩn bị sở yếu chú xìa. Hả? Mấy giờ là nào của mình khan của mình xin khen tờ dữ phạm mà. Ba. Vì sao nản đi tiền. À, xin khen của mình dữ phạm chú hơi trung quẩn hơi xeo xin dữ chú. Ờ, xin dữ chú. Xin dữ chú. Nào của mình trực tiếp khan của mình tờ lý dữ. Yên cái vì sao rung y tổng. Thầy giáo bảo chúng tôi ngồi xuống. Thầy giáo bảo chúng tôi ngồi xuống. À, chứ sư, lào sư rằng, chứ lì tờ bảo chứ sư rằng, của mình, ờ, chua xe, chua xe. À, chứ lì của mình dỗ rằng, chúng. À, bảo, tây, của mình tú bảo. Ừ. Chúng tôi bầu chị Hoa làm lớp trưởng. Chúng tôi bầu chị Hoa làm lớp trưởng. Lớp, lớp trưởng. Lớp trưởng, ý chén của mình sẽ qua chân tư. Ban trưởng. Ờ, ban trưởng. Ừ, hãy dỗ. Hoa chị đang ban trọng. Đây, chứ sư xuyển. Hảo, bà mời chúng tôi ăn kẹo bánh và hoa quả. Bà mời chúng tôi ăn kem bánh và hoa quả. Ba bà má, ba bà. Bà chứ sư, lão lão, lão lão. Mời chứ sư chính của mình sư kẹo chứ sư thẳng, thẳng của bánh chứ sư thiển tiện. Hãy dụ, hoa quả chứ sư, sủy của, tuệ. Ừ, nà của mình chứ lì chứ dụ ý cơ chính. Hả? Ừ. Của mình khan tí sư cơ. Tôi nhờ anh. Tôi nhờ anh cưng. Anh cưng. Ừ, đây. Mua hộ một cuốn từ điển. Mua hộ một cuốn từ điển. Mải y bẩn sử điển. Mải. Đây, mua hộ chứ sư. Ờ, băng của mải. Ờ. Ừ. Hảo, chứ lì của mình dụ. Nhờ. Nhờ. Nhờ, chứ sử dụng ý sử. Tôi nhờ. Xỉ mắt.
可以说是请或者让，一样的啊。嗯，对。好，最后一个 go home。go home。嗯，就是洪老师dẫn các em đọc bài。dẫn các em đọc bài， 让我们读课文。嗯，这里的dẫn就是带，对，带我们读课文。嗯，哦，那个，您说那个宝，然后宝对吧？宝和宝啊，对，这里是宝。宝宝什么意思？宝就是选取，选取一个人。OK OK， 选宝，宝，或者是推取，推取，OK。嗯，这里的宝也也有意思，就是表决。嗯，表决。啊，但是表决我们就用比较正式的词，就是表决。表决就是开会的时候。对。就是这里是书面语，但是我们口语还是用宝，但是书面语他们读的时候。还是用表决。嗯，好。好，有哪里你还不懂吗？没有了。嗯。好，那我们去细看，就是这个间语区会有两个动词，还有我们有语气词改。改。嗯。这里的改就会放在名词和代词的前面，它强调说明这个名词所表示的事物包括在某一范围之内，比如我有这句，在汉语就相当于连，连，你看第一句，cả mẹ tôi cũng không rõ. 连我妈妈都cũng không rõ. 不清楚。rõ就是清楚。不清楚。非得em đô đang ở đây. 见到我，em đô, 我的妹妹。对。在哪里？在哪里？连我妈都清楚我妹妹在哪里。对，好，那你看第二区。cả đồng chí bí thư cũng nói thế. Cũng nói thế. Cái đồng, liền đồng. Liền, sư chi thống, thống chứ, sư chi, bí thư.书记，连书记同志都说，也这么说，也这么说。好，我们有第三。鼻涕是什么？人家明说鼻涕是什么？哪个？第二句，鼻涕。鼻涕就是书记。那个同志，书记同志。对。哈 đó làm cái tiếng của anh ấy. 对，就是连他的工作我也做。这里你有哪里不懂吗？为什么你的声音断断续续了？你还听到我们说话吗？
我听你的声音那边断断续续。燕婷姐，你还在听吗？嗯，好，谢谢。嗯，对。我听到你声音了。OK， 那我们继续。嗯，刚才第三区你，你懂了吗？懂了，我连他的工作也做。嗯，好，那我们看第四区。Tôi mặc cả áo bông cũng không thấy ấm lắm. Tôi chuan sang lờ, tan sư hải, ở chế tơ bú thai, nạn khô. Hả, vừa mân, chi si khan ti ủ chi. Chúng tôi tranh thủ làm cả khi trời mưa. Ừ. Chưa nghĩ lý giải mà. Chưa xưa lén xe dự thiên của mân dễ trông trị càng hủa. Chưa xưa của mân trông trị sử chen lén xe dự tô hải sư càng hủa đợ. OK OK， 连下雨天都干活，一个争取，争取，争取就是争取，争取，争取，争取 ，OK， 对，好，那我们看我们的第三语法，我们有副词改和không或者 chưa， 我们会放không和 chưa 在改的前面。就是表示强烈的否定。这里有两个意思，一个就是什么都没，或者什么都不。我们看我们的例子。Sáng nay chúng tôi chưa ăn gì cả。我今天什么都没吃，是吧？对，对，就是。它常跟一个疑问代词去好，ở đây tôi không quen ai cả. Tôi không quen ai. 我今天什么都没 ai cả. 啊，quen 是认识，
认识，我谁都不认识，嗯，对，谁都，嗯，对，在这里我谁都不认识，嗯，在这里，对，嗯。Mấy hôm nay chúng tôi không đi đâu cả. Mấy hôm nay, 也是今天我们 mấy hôm nay 就是这几天。哦，这几天，嗯。我哪里都没去。哦，对，我哪里都没去。好。Ở Côn Minh, nước không bao giờ đóng băng cả. Ở Côn Minh.Nó không bây giờ không bán cái ở Côn Minh chứ sư Khuân Mỹ Khuân Mỹ nước chứ sư sủy của mình dụ không bao giờ có cả chứ sư chống lại Mỹ chống lại phụ chế binh đây chống lại Mỹ chế binh好 OK 明白了我们有第四附属动词được这里的được会表示行为的结果我们放在动词的后面比如我有一期可以能到对吧对就是Tôi đã nhận được thư của anh. Tôi đã nhận được thư của anh. Tôi đã nhận. Sâu tao là. Nị tờ. Lì vụ. Nị tờ xin. Chế lì tờ xin chứ không xin tờ. Đây. À, 我们看念是收到对吧念念就是收收念 OK 好第二句trong ba tháng vừa qua trong ba tháng vừa qua tôi đã học được 1000 từ tôi đã học được 1000 từ对这三个月里我已经学会学完了一门课不是一千词一千词好 okay. 我们看第三区Hôm qua anh chị. Hôm qua anh chị. Đây sư sư. Giữa thêm sư cưa. Nhặt được một chiếc bút máy ở ngoài sân. Ngợt tổng bố trí bút máy ở ngoài sân. Sư sư. Số tao lợi. Chèn tao, chứ lì tờ nhạc chứ sư chèn chèn tao, ý cơ càng bị đây, ý cơ càng bị tại thảo sản, ngoài miền đây hả, tí sư tôi còn mua được cả khăn quàng và găng tay bằng da nữa tôi mua được khăn quàng, mũ tử, và có khẩu trang, vải dính và, đúng đúng đúng, phì đờ, cái này nữa nữa, nữa, chúng ta đây là còn nữa, chứ là hải, của hải mày tao còn nữa của mình liễm dung tờ, hải, học qua rồi, học qua rồi, đúng, hải nữa, đúng không, hải mày tao nữa đây hãy tin xuống lần nữa ok đây hả nào của mình khan của mình chưa có được biểu sư những câu chinh sĩ xuống xin quỷ hoa mẫu xuống xin quỷ tờ chỉa của nào của mình khan
它会有区别。比如这里 bây giờ anh đi học được rồi， bây giờ anh đi học được rồi， 这里的 được， 对，也是可以的意思，所以我们加上两个一起用。Bây giờ anh có thể đi học được rồi. Bây giờ anh có thể đi học được rồi. Okay, 去上学了对吧？对。好，我们有这里的第二句。Tôi đã nhận được thư của anh. Tôi đã nhận được thư của anh. Yeah. 就是我收到了你的来信，但是我们这里，được， 我们的được不能，不能加có thể， 在前面，我们不能说tôi đã có thể nhận được thư của anh， 因为这里只有thưa tin ủy xin， 比如我。这里可以给你翻译，你就比较容易理解。第二句我就翻译，我收到了你的来信，但是下面的一句我就翻译，我已经可以收到了你的来信。不一样，我知道了，我知道了。跟那个 got 连用的时候是强调允许命令。后面一个是强调结果，对，好，那我继续看我们的，好，这里我们可以，được 的位置可以放在普语的前面或者后面，tôi không làm được việc ấy。Tôi không làm được việc ấy。就是。那天是我不能做。为是那个是哈，那件事。对，那个是。也可以说 tôi không làm việc ấy được。OK， 可以换位置。对。一样的意思啊。这是表示能够进行的行为，我们才可以这么说。如果是表示行动的行为的结果，我们就不能换位置。比如 tôi đã nhận được thư của anh， 我们不能用 tôi đã nhận thư của anh được。 这个应该是，比如说我可以说，就你帮我改的那句，我还不能说越南语很好。 tôi không nói tiếng VietTôi， 你可以说，因为你还你有那个还，你可以说 tôi vẫn chưa nói tiếng Việt tốt lắm， tốt lắm， 就不要用那个tốt了，对，就是我还没把越南语说得好。好，那我们继续看我们的最后的语法，就是关联词绑，我们绑后面加一个名词，就是表示事物的质料。比如我有cái bàn bằng gỗ。cái bàn bằng gỗ。就是这个桌子就是用木材制作的，我们也可以说cái bàn gỗ。好，我们有第二句cái nhà bằng gạch。就是这房子用钢瓦做的。
啊，这两个你理解吗？你还听到我说吗 ？OK，可以听。嗯，好好。然后我有cái mũ bằng len， 就是cái mũ len， 这里的bằng 就是强调用什么材料做出来的这个东西，然后我有cái giường bằng sắt， 也可以说cái giường sắt， 对。giường 就是床，就是这个床用铁做的，好，我最后的一个con hổ bằng giấy， con hổ bằng giấy， 什么意思？哦，hổ 就是老虎，纸老虎，啊，对，就是纸老虎，我们也有con hổ giấy， 就是纸老虎。然后我们的榜还有别的意思，就是它在等比句出现，比如cái nhà này cao bằng cái nhà kia， cái nhà này cao bằng cái nhà kia 什么意思？这里的榜就是一样，就是这房子和那房子一样高，这里的高，一样高，OK， 一样高，quyển sách của tôi dày bằng quyển sách của chị。我今天的裙子和chị今天的裙子一样。不是裙子了，这里的quyển sách就是我们的课本的书的课本，dày 就是厚。OK， 好，我们有第三句，cô hoa chạy nhanh bằng cô hồng。cô hoa chạy nhanh bằng cô hồng。不懂，就是一样。华老师和洪老师跑一样快，这里的假就是跑，nhanh 就是快，OK， 好，最后的安吉hát hay bằng anh cường， 安吉hát hay bằng anh cường， hát hay 就是hát 就是唱，hay 就是好听。哦，唱歌哈。OK。好，那这里你没有哪里不懂是吗？没有。好，那我们看我们的最后一个还是bằng，但是这里的bằng说明。行动的时候我们用什么工具？比如我有这句，anh ấy đi Thượng Hải bằng máy bay。anh ấy đi Thượng Hải bằng máy bay， 用什么工具哈？怎么去上海？就是他用什么飞机去上海？máy bay 是飞机吗？对，就是飞机，máy bay。OK。这里的bằng我们可以理解是用。OK。对。chị ấy viết thư bằng bút máy。chị ấy viết thư bằng bút máy， 用铅笔，用不是钢笔。对。写信，对。好，最后安分板车用碟子吃饭，镯就是筷子，
OK. 好，我们今天的课已经讲完了。哪里不难了？根本就是很多。对，所以你要复习。一定要 review 了。现在，明叔，我想问你，我们下个月开始课，那能不能换时间？因为我现在不上班了，我早晨和下午都有时间。 哦，看时间，你看看你的时间，那我可以中午，中午哈，因为早上我要上，我也要上课，对。那中午几点？中午应该从两点，北京的两点，可以吗？可以，我可以。那明叔，我们是从下节课开始换，还是从六月份开始换？应该是从，你要怎么样呢？随你。那应该六月份吧，因为现在我还要，OK，好好好，排一下我的时间。好好，那从六月份开始，两点到三点。好的，明修，谢谢，那到这里。嗯，好，拜拜，晚安了。晚安。